Chúng ta hãy tổ chức một cuộc tranh luận khác, nhưng lần này không có hạn chế nào, một cuộc thảo luận toàn diện chỉ có hai chúng ta trên sân khấu, nói về tương lai của đất nước. Ông Trump viết trên mạng xã hội Just social về lời thách thức với ông Biden. Buổi tranh luận trên truyền hình ngày 27 tháng 6 giữa tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump có một số quy định, bao gồm không khán giả, các ứng viên bị giới hạn thời gian phát biểu và khi một người phát biểu thì micro người còn lại sẽ tắt tiếng. Trump cho biết trong bài đăng tối ngày 5 tháng 7 rằng ông muốn Biden thảo luận về các chủ đề từ nhập cư đến lạm phát trong một cuộc tranh luận mang phong cách cổ điển có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Ông Trump còn tự tin rằng trong buổi tranh luận theo cách ông đề xuất có thể xô đổ mọi kỷ lục về lượt xem. Đài CNN thống kê có hơn 51 triệu lượt xem buổi tranh luận đầu tiên qua các kênh truyền hình, song con số thực tế có thể cao hơn do số liệu không bao gồm những người theo dõi qua các nền tảng số. Màn trình diễn của ông Biden trong cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 đã khiến nhiều người không hài lòng khi ông có giọng khàn và nhiều lần nói lắp, dù sau đó vị tổng thống cho hay là bản thân bị cảm lạnh nặng. Ông chủ nhà trắng khẳng định sẽ không rời đường đua tranh cử dù một số nghị sĩ dân chủ và các nhà tài trợ kêu gọi ông rút lui. "Tôi sẽ ở trong cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ chiến thắng kỳ bầu cử", theo nội dung email gây quỹ của chiến dịch ông Biden. Tổng thống Mỹ Joe Biden và chiến dịch tranh cử của ông chỉ còn vài ngày để chứng minh chính trị gia 81 tuổi này đủ năng lực để tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ cho biết. Charles Mills, chủ tịch của Signum Global Advisors, tin rằng màn tranh luận thảm hại của Biden với Donald Trump đã thay đổi cuộc đua một cách cơ bản và gây ra sự hoảng loạn không chỉ trong số những nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ mà cả những người đang nắm giữ chức vụ Mears nói với Bloomberg Surveillance ngày 3 tháng 7 rằng các đảng viên dân chủ tại Hạ viện và Thượng viện lo ngại rằng thành tích yếu kém của Tổng thống sẽ làm giảm các chiến dịch của họ và những nhân vật nổi tiếng dự kiến sẽ công khai kêu gọi Biden từ chức để ủng hộ một ứng cử viên khác. Ông cho biết tôi thực sự là nghe thấy áp lực rất lớn và sự hoảng loạn lớn hơn nhiều từ những người dân chủ được bầu so với những nhà tài trợ. Một báo cáo riêng của Bloomberg cho rằng hàng chục đảng viên dân chủ tại Quốc hội đang cân nhắc ký một bức thư ngỏ gửi Biden, thúc giục ông đình chỉ chiến dịch của mình. Báo cáo không nêu tên những người được cho là đang cân nhắc động thái như vậy, nhưng đã ghi nhận thông tin này từ một quan chức cấp cao của đảng giấu tên. Chiến dịch của Biden chỉ có vài ngày để chứng minh rằng tổng thống có thể hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thể chất và tinh thần của ông. Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết được trong 4 đến 5 ngày tới liệu Tổng thống có còn trong cuộc đua này hay không. Tôi không nghĩ ông ấy có 3 tuần, Mears tuyên bố. Vào ngày 3 tháng 7, Biden cho biết ông đã sẵn sàng tiếp tục chiến dịch tái tranh cử của mình cho đến cùng bác bỏ mọi khả năng hủy bỏ chiến dịch. Biden nói trong cuộc gọi với các nhân viên chiến dịch của mình, tôi xin nói rõ ràng nhất có thể, đơn giản và thẳng thắn nhất có thể, tôi đang chạy không ai đẩy tôi ra, tôi sẽ không rời đi, tôi sẽ tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ chiến thắng. Nhà Trắng cũng bác bỏ tin đồn về khả năng ông Biden rút lui khi người phát ngôn Karin jean nói rằng Tổng thống Mỹ vẫn tỉnh táo và ông ấy sẽ tiếp tục cuộc đua. Trong cuộc phỏng vấn phát sóng tối ngày 5 tháng 7, người dẫn chương trình George Stephanopoulos của đài ABC đã hỏi Tổng thống về màn tranh luận lép vế của ông hôm 27 tháng 6 đó chỉ là một thời điểm tồi tệ không phải một tình trạng nghiêm trọng tôi kiệt sức tôi đã không nghe theo bản năng của mình trong việc chuẩn bị tôi đã có một đêm tồi tệ tôi bị ốm và cảm thấy rất tệ bác sĩ đã làm xét nghiệm để xem liệu tôi có bị nhiễm trùng hay là mắc virus nào đó hay không nhưng kết quả là tôi không bị gì cả tôi vừa bị cảm lạnh khá nặng ông biden giải thích lãnh đạo nhà trắng cũng chỉ ra việc cựu tổng thống trump đã liên tục nói dối trong màn tỉ thí giữa họ sau khi ông Stefanopoulos lưu ý Tổng thống dường như có khởi đầu không tốt lúc tranh luận, ông Biden nhắc lại, tôi đã có một đêm rất tồi tệ. Theo báo Guardian, cùng ngày khi một phóng viên đặt câu hỏi liệu ông Biden có cân nhắc rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay hay không, vị Tổng thống sắp mãn nhiệm quả quyết. Tôi hoàn toàn loại trừ khả năng đó. Tôi từng đánh bại ông Trump trước đây và tôi đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ Tổng thống nào khác. Khi các nhà báo đặt câu hỏi thêm về khả năng thắng cử, ông Biden đã chỉ trích giới truyền thông. Cho đến nay các bạn đã sai về mọi thứ. Các bạn đã sai về năm 2020, sai về năm 2022. Chúng ta sắp bị xóa sổ. Các bạn còn nhớ lan sóng đỏ không? Các bạn đã sai về năm 2023. Vì vậy, hãy chờ xem chúng ta sẽ thấy kết cục. Ông Biden cũng hạ thấp những lời kêu gọi ông từ chức. Tất cả những thống đốc đó đều nói tôi hãy tiếp tục tham gia cuộc đua. Lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ ám chỉ đến cuộc gặp trong tuần này giữa ông với các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ. Ông Biden cũng cam kết sẽ tham gia một cuộc so tài hùng biện khác với cựu tổng thống Donald Trump. Phát biểu tại sự kiện mừng Quốc khánh Mỹ tại Nhà Trắng ngày 4 tháng 7, tổng thống Biden tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống 2024. Theo tường thuật của AFP, sau khi một người ủng hộ kêu gọi tổng thống tiếp tục chiến đấu, nhà lãnh đạo đáp lại: "Bạn hiểu tôi đó, tôi sẽ không đi đâu cả." Trước đó ông Biden có cuộc gặp gỡ các thống đốc thuộc Đảng Dân chủ tại Nhà Trắng trong ngày 3 tháng 7. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin tiết lộ ông Biden đã nói rằng sắp tới sẽ ngừng tham gia các sự kiện sau 20 giờ để có thể ngủ thêm một chút. Bên cạnh đó ông còn có câu nói đùa nhưng có vẻ là không hiệu quả, "Tôi ổn nhưng tôi không biết não của tôi thế nào nữa." Những phát biểu tại cuộc gặp được cho là đã khiến nhiều vị thống đốc bực bội nhà trắng chưa lập tức bình luận về điều tổng thống đã nói song một trợ lý chiến dịch tái tranh cử của ông biden cho rằng nhà lãnh đạo đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông donald trump sau khi kết thúc hai chuyến thăm châu âu đồng thời phải làm việc trên cương vị tổng thống và còn đi vận động cử tri Tờ The New York Times tuần qua đưa tin rằng thời gian ngủ của Tổng thống Biden đã tăng lên và gây lo ngại. Một nguồn tin cho hay trong vòng 6 ngày chuẩn bị tranh luận tại trại David không ngày nào bắt đầu trước 11 giờ và lịch trình của Tổng thống được sắp xếp để ông ngủ trưa thêm mỗi ngày. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen jean Peter từ chối trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Biden có chợp mắt vào buổi trưa như The New York Times đưa tin. Bà chỉ nói rằng Tổng thống bị mệt mỏi vì lệch múi giờ do đi máy bay và bị cảm lạnh, khiến cuộc tranh luận không được như ý. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates vào ngày 4 tháng 7 cho biết Tổng thống Biden đã gặp bác sĩ sau cuộc tranh luận và đang phục hồi tốt. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp các thống đốc dân chủ và phát biểu trước giới nghị sĩ giữa lúc rộ tin đảng này sắp làm một cuộc bầu cử sơ bộ thu nhỏ để thay ông. Đây được xem là dịp để ông Biden chấn an đảng Dân Chủ cũng như các nghệ sĩ về khả năng tiếp tục tham gia tranh cử. Sức khỏe thể chất và cả tinh thần của ông Biden đã bị hoài nghi sau màn trình diễn bị đánh giá là thất bại trong cuộc tranh luận với ông Donald Trump, đảng Cộng Hòa vào tuần trước. Một số người cho rằng nhà lãnh đạo 81 tuổi này gần như là ngủ gục khi phát biểu. Theo Reuters, ông Biden dự kiến gặp các thống đốc của Đảng Dân Chủ vào 6 giờ 30 phút tối giờ bờ đông, tức là khoảng dạng sáng ngày 4 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Cuộc gặp này chủ yếu diễn ra theo hình thức trực tuyến, nhằm giúp những người không thể tới Washington cũng có thể tham gia. Trước đó vào ngày 2 tháng 7, ông Biden đã có những trao đổi với lãnh đạo của Đảng Dân Chủ ở Quốc hội, gồm lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện Hakim Jeffries và lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện Chuck Schumer. Các cuộc tiếp xúc liên tục giữa ông Biden và đảng viên cấp cao của phe Dân Chủ được liên kết với đồn đoán về tương lai chính trị của ông. Trong hôm 3 tháng 7, hạ nghị sĩ Jim Clyburn gây xôn xao với chính trường Mỹ khi nhận xét rằng đảng Dân Chủ nên tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ thu nhỏ nếu ông Biden bỏ cuộc. Ông là thành viên cấp cao đầu tiên trong đội bộ đảng công khai nói về cách thức tìm người thay ông Biden làm ứng viên đề cử, cũng như chính xác phải làm thế nào để việc thay người ấy hiệu quả. Phát biểu này cũng gây chú ý đặc biệt vì ông Cliburn là nhân vật có ảnh hưởng rất quan trọng tới chuyện thay đổi nhân sự, một kinh mà cờ. Phát biểu của ông Cliburn cũng tương tự một số thông tin rò rỉ được báo chí tiết lộ khi ông nói sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng viên nếu ông Biden rời đường đua vào Nhà Trắng. Daily Beast dẫn lời cựu Tổng thống Donald Trump nói hôm 3 tháng 7, ông ấy tức là Joe Biden sẽ bỏ cuộc. Ông ấy đang từ bỏ cuộc đua. Ông Trump dự đoán Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thế chỗ ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào cuối năm nay. Ông Trump tuyên bố, tôi đã loại ông ấy khỏi cuộc đua và điều đó có nghĩa là sẽ xuất hiện bà Kamala. Ông Trump nói rằng việc cạnh tranh với bà Harris, người mà ông đánh giá là thảm hại, sẽ dễ dàng hơn. Bloomberg hôm 3 tháng 7 đưa tin hàng chục nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ đang xem xét ký một lá thư yêu cầu Tổng thống Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử của ông. Những lời câu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã tăng mạnh kể từ sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống do CNN tổ chức vào tuần trước, trong đó ông Biden bị đánh giá là lép vế hơn so với đối thủ trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump tổng thống biden với giọng khàn yếu ớt bị cho là có phần thể hiện run rẩy ngập ngừng và nhiều lần nói vấp tổng thống biden thừa nhận là ông gần như ngủ quên trên sân khấu tranh luận ông biden nói tôi không sáng suốt lắm tôi quyết định đi công du khắp thế giới vài lần ngay trước cuộc tranh luận tôi đã không nghe lời trợ lý của mình sau đó tôi gần như là ngủ quên trên bục trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định là ông Biden không mắc chứng mất trí nhớ hay bất kỳ tình trạng suy giảm tâm lý nào khác và phần thể hiện mơ nhạt của ông là kết quả của sự mệt mỏi và bị cảm nặng. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Pace đã bác bỏ một báo cáo trên New York Times rằng Tổng thống đang xem xét liệu có nên rút khỏi cuộc đua hay không, gọi tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật. Theo phóng viên Elena Snyder của Politico, ông Biden đã nói với các nhân viên chiến dịch tranh cử hôm 3 tháng 7 rằng không ai có thể đẩy tôi ra ngoài, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Biden. Bà Harris nói, chúng tôi sẽ không lùi bước, chúng tôi sẽ làm theo sự dẫn dắt của Tổng thống, chúng tôi sẽ chiến đấu và giành chiến thắng. Tổng thống Joe Biden đã công hiến cả cuộc đời mình để đấu tranh cho người dân. Vào thời điểm này, tôi biết tất cả chúng ta cũng đều sẵn sàng đấu tranh cùng với Tổng thống. Tuy nhiên, theo một số cuộc thăm dò, nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden không phù hợp với chức vụ Tổng thống. Một cuộc khảo sát do CBS News YouGov thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 72% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu không tin rằng ông Biden có sức khỏe tinh thần và nhận thức cần thiết để làm tổng thống. Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ngay cả trong số các thành viên của Đảng Dân chủ, khoảng 45% tin rằng ông Biden nên rút lui khỏi cuộc đua. Đội ngũ vận hành chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông Biden đã khẳng định lại quyết tâm đánh bại người tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2024. Lời khẳng định được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Biden và các thống đốc Đảng Dân chủ tại Nhà Trắng. Tổng thống đã nhắc lại quyết tâm đánh bại mối đe dọa hiện hữu từ người tiền nhiệm Donald Trump trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11, đồng thời tìm kiếm lời khuyên và sự cố vấn từ các thống đốc của Đảng Dân Chủ, đội ngũ tranh cử của ông Biden nêu rõ. Giữa những hoài nghi về tương lai chính trị của ông Biden, các thống đốc của Đảng Dân Chủ đã khẳng định cam kết chung là sẽ làm mọi thứ để đảm bảo ông Biden và Phó Tổng thống Harris có thể đánh bại ông Trump vào tháng 11 tới. Cuộc gặp này có sự tham gia của hầu hết các thống đốc thuộc Đảng Dân Chủ, ngoại trừ thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers. Trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội, ông Britt Kildebeck, giám đốc truyền thông của thống đốc Evers, cho biết sở dĩ ông Evers không tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng vì muốn tiến về phía trước và tập trung vào việc giành chiến thắng tại bang Wisconsin. Wisconsin là một trong những bang quan trọng đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Bang này cũng từng giúp ông Biden giành chiến thắng vào năm 2020. Bloomberg hôm 3 tháng 7 đưa tin, hàng chục nghị sĩ của Đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đang xem xét ký một lá thư yêu cầu tổng thống Joe Biden đình chỉ chiến dịch tái tranh cử của ông. Bloomberg không nêu tên bất kỳ nhà lập pháp nào có liên quan và cho rằng thông tin này từ một quan chức cấp cao của đảng. Theo quan chức này, các thành viên Đảng Dân chủ lo ngại việc lựa chọn ông Biden có thể ảnh hưởng đến cơ hội của đảng này trong cuộc bầu cử vào tháng 11, dẫn đến một cuộc càn quét ở Đảng Cộng hòa ở Washington và một nhiệm kỳ tổng thống không bị kiểm soát của Donald Trump. Những lời kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng đã tăng mạnh kể từ sau cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống do CNN tổ chức vào tuần trước, trong đó ông Biden bị đánh giá là lép vế hơn so với đối thủ trong cuộc tranh luận với ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa donald trump tổng thống joe biden với giọng khàn yếu ớt bị cho là có phần thể hiện run rẩy ngập ngừng và nhiều lần nói vấp Phát biểu với MSNBC hôm 2 tháng 7, các đại diện có ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi và Jim Clyburn đều thảo luận về khả năng ông Biden có thể gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần, trong khi nghị sĩ Lloyd Doggett của bang Texas trở thành nhà lập pháp đương nhiệm đầu tiên của Đảng Dân Chủ, thúc giục ông Biden đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình. Tổng thống Biden thừa nhận ông gần như là ngủ quên trên sân khấu tranh luận. Tôi không sáng suốt lắm, tôi quyết định đi công du khắp thế giới vài lần ngay trước cuộc tranh luận, tôi đã không nghe lời trợ lý của mình, sau đó tôi gần như là ngủ quên trên bục, ông Biden nói. Trong khi đó nhà trắng khẳng định ông Biden không mắc chứng mất trí nhớ hay bất kỳ tình trạng suy giảm tâm lý nào khác và phần thể hiện mờ nhạt của ông là kết quả của sự mệt mỏi và bị cảm nặng. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Pace đã bác bỏ một báo cáo trên New York Times rằng Tổng thống đang xem xét liệu có nên rút khỏi cuộc đua hay không, gọi tuyên bố này là hoàn toàn sai sự thật. Theo phóng viên Elena Schneider của Politico, ông Biden đã nói với các nhân viên chiến dịch tranh cử hôm 3 tháng 7 rằng không ai có thể đẩy tôi ra ngoài. Tôi không đi đâu hết, tôi sẽ tham gia cuộc đua này đến cùng và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tổng thống Biden sẽ có lịch trình dài đặc trong những ngày tới, bao gồm cuộc gặp với các thống đốc đảng Dân Chủ vào tối ngày 3 tháng 7, cuộc phỏng vấn với ABC vào ngày 5 tháng 7, cũng như các sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania và Wisconsin vào cuối tuần. Tuy nhiên, theo một số cuộc thăm dò, nhiều người Mỹ cho rằng ông Biden không phù hợp với chức vụ Tổng thống một cuộc khảo sát do CBS News Europe thực hiện sau cuộc tranh luận cho thấy 72% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu không tin rằng ông Biden có sức khỏe tinh thần và nhận thức cần thiết để làm tổng thống. Cuộc thăm dò chỉ ra rằng ngay cả trong số các thành viên của Đảng Dân chủ, khoảng 45% tin rằng ông Biden nên rút lui khỏi cuộc đua. Sau màn tranh luận không mấy nổi bật của Tổng thống Biden vào tuần trước, ngày càng nhiều lãnh đạo Đảng Dân chủ nói rằng họ muốn ông rút lui vì lợi ích của đảng và của đất nước. Nghị sĩ Đảng Dân chủ bang Texas, Lloyd Doggett, là người đầu tiên lên tiếng. Ông Doggett nói trong một thông báo vào ngày 2 tháng 7, "Tôi đại diện cho trung tâm của quận từng được đại diện bởi cựu Tổng thống Lyndon Johnson, trong hoàn cảnh rất khác, ông ấy đã đưa ra quyết định rút lui một cách đau đớn, Tổng thống Biden cũng nên làm như vậy." một hạ nghị sĩ đảng dân chủ giấu tên nhận định với cnn có một nhóm lớn và ngày càng tăng các thành viên đảng dân chủ trong hạ viện lo ngại về việc ứng cử của tổng thống thể hiện qua hàng loạt cuộc họp kín diễn ra theo người này chúng tôi lo ngại sâu sắc về hướng đi và khả năng giành chiến thắng của ông ấy chúng tôi muốn cho ông ấy không gian để đưa ra quyết định rút lui nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng về mối lo ngại của mình nếu ông ấy không làm như vậy Nhà Trắng hôm 2 tháng 7 cho biết, Tổng thống Biden dự kiến sẽ gặp các thống đốc và lãnh đạo Quốc hội Đảng Dân Chủ vào ngày 3 tháng 7 theo giờ Mỹ. Thông báo được đưa ra sau khi CNN đưa tin một số thống đốc bày tỏ lo ngại về màn thể hiện tranh luận của Tổng thống. CNN đã trao đổi với hàng chục quan chức và cựu quan chức của Đảng Dân Chủ cũng như những người tài trợ và đồng minh lâu năm của Tổng thống Biden. Nhiều người trong số này cho biết họ nghĩ rằng Tổng thống Biden nên từ bỏ chiến dịch, một quyết định mà một vài người nghĩ rằng ông cần thông báo trong tuần này. Họ đã trì hoãn việc trực tiếp đến gặp Tổng thống Biden với hy vọng ông sẽ tự đưa ra quyết định, nhưng sự kiên nhẫn ngày càng suy giảm khi nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ nói với CNN rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Biden chưa thực hiện các bước đi nhằm cân nhắc nghiêm túc các mối lo ngại ngày càng gia tăng. Các trợ lý cho biết ông sẵn sàng đi đến các bang giao động vào cuối tuần này, một dấu hiệu cho thấy là ông không có ý định thay đổi hướng đi. ABC News thông báo ông Biden sẽ ngồi lại với người dẫn chương trình George Stephanopoulos trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình đầu tiên kể từ cuộc tranh luận. Ban đầu người ta hy vọng rằng gia đình tổng thống sẽ thuyết phục ông rút lui sau cuộc tranh luận không thể hiện tốt. Tuy nhiên gia đình của Tổng thống Biden rõ ràng vẫn đứng về phía quyết định tiếp tục chiến dịch của ông và đổ lỗi cho các nhân viên vì những bước đi sai lầm. Một quan chức cấp cao đảng Dân Chủ, người từng công khai ủng hộ ông Biden trước đây, nhưng giờ lại thâm nghĩ rằng Tổng thống cần phải rút lui, nhận định. Một từ để nói với ông Biden là bướng bỉnh, họ đang cố gắng cho ông ấy không gian để nhận ra đây là một thảm họa. Trong khi đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông Biden khẳng định cuộc tranh luận chỉ là một đêm tồi tệ với Tổng thống 81 tuổi thì các nghị sĩ đảng Dân Chủ muốn ông rút lui lại nói rằng đó không phải sự cố một lần có thể khắc phục được. Một nghị sĩ cấp cao đảng Dân Chủ cho rằng đây không phải là việc ông Obama trở nên yếu đuối trong một cuộc tranh luận khi đề cập đến màn trình diễn mơ nhạt của cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ đảng Cộng hòa Mitt Romney vào năm 2012. Người này cho hay Tổng thống Biden có thể sống sót nếu đây là sự cố duy nhất, nhưng đây sẽ không phải là sự cố duy nhất. Nghị sĩ bang Illinois Mike Kulay cho hay chúng ta phải thành thật với bản thân rằng đó không chỉ là một đêm khủng khiếp Tôi nghĩ ông ấy hiểu rõ quyết định của ông ấy, không chỉ ảnh hưởng đến việc ai sẽ làm việc tại nhà trắng trong 4 năm tới mà còn là ai sẽ đảm nhiệm vị trí ở thượng viện cũng như hạ viện, những điều có ý nghĩa trong nhiều thập kỷ tới. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với MSNBC vào ngày 2 tháng 7, cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi ông Biden tham gia nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà báo sau màn tranh luận của ông bà nhấn mạnh rằng việc có nên rút lui hay không là quyết định của ông biden đồng thời cho biết bà đã nghe thấy những phản hồi trái chiều đối với cuộc tranh luận từ các nhà tài trợ và những người khác trong mạng lưới các thành viên đảng dân chủ của bà Bà Pelosi nói khi đề cập đến màn tranh luận của ông Biden, tôi nghĩ có một câu hỏi chính đáng đặt ra về việc đây là một tình tiết hay là một tình trạng. Bà cũng nhanh chóng nói thêm rằng đây cũng là một câu hỏi đặt ra đối với cựu Tổng thống Donald Trump khi dẫn ra những lời nói dối liên tục của ông trong cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ ở Atlanta.